Theo thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thì nhờ giám sát tốt cho nên ca bệnh được phát hiện kịp thời. Các biện pháp ứng phó cũng đã được triển khai và thông tin cụ thể về ca bệnh cũng như các giải pháp ứng phó như thế nào sẽ sớm được công bố. Trước đó thì Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp ứng phó như tăng cường kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, sàng lọc tại các cơ sở khám chữa bệnh và tăng cường truyền thông trong cộng đồng nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các cơ sở y tế trực thuộc và yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ. Các chuyên gia khuyến cáo người dân không hoang mang và thực hiện tốt các giải pháp phòng bệnh. Khi thấy có các triệu chứng như sốt cao, đau đầu, đau cơ, sưng hạch, phát ban, người dân cần đến các cơ sở y tế khám và điều trị kịp thời.